Đu đủ là loại cây được trồng rất là phổ biến ở Việt Nam. Loại cây này được xếp vào nhóm thực vật đa tính vì nó có cả cây đực, cây cái và cây lưỡng tính. Nếu như cây đu đủ cái là cây ăn trái được ưa chuộng thì cây đu đủ đực lại rất là ít người biết đến, bởi cây đu đủ đực không thể kết trái. Tuy nhiên thì hoa của đu đủ đực lại là một loại dược liệu quý có thể chữa được rất là nhiều căn bệnh nguy hiểm. Vậy hoa đu đủ đực có thể điều trị được những bệnh gì thì mời các bạn cùng đón xem ở video sau đây. Hoa đu đủ đực khá nhỏ, có màu trắng xanh hoặc là màu xanh nhạt và có 5 cánh. Hoa có mùi thơm và vị của nó thì rất là đắng. Loại hoa này thường rất là hiếm vì trong hàng trăm cây đu đủ thì mới tìm được một cây đu đủ đực. Hơn thế nữa thì người dân đa phần đều không biết đến tác dụng của chúng. Họ thường nhổ bỏ cây vì cây không kết trái. Điều này dẫn đến việc hoa đu đủ đực rất là khó tìm. Hoa đu đủ đực thì thường được sử dụng để chữa những căn bệnh nguy hiểm như là ung thư và các bệnh liên quan đến đường hô hấp, viêm loét dạ dày, hạ đường huyết, sỏi thận, sỏi mật, v.v. Các hoạt chất có trong hoa đu đủ đực thì đều có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh rất là hiệu quả. Theo nghiên cứu của Đông y thì trong hoa đu đủ đực có những thành phần có chất chống oxy hóa. Vì vậy, loại dược liệu này có công dụng trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì hoa đu đủ đực còn dùng để hỗ trợ làm giảm các triệu chứng u phổi, có thể kháng u, chống viêm, từ đó thì ngăn chặn những tế bào tự do có nguy cơ phát triển thành tế bào ung thư. Để chữa những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa như là viêm ruột, viêm loét dạ dày, ợ nóng, khó tiêu thì người dân thường sử dụng hoa đu đủ đực vì nó có tính an toàn và đặc biệt là không có tác dụng phụ như những loại thuốc tây y. Hàm lượng vitamin rất là cao có trong hoa đu đủ đực có thể hỗ trợ điều trị các hoạt động tiêu hóa khá thuận lợi. Quá trình trao đổi chất cũng diễn ra tốt hơn. Hoa đu đủ đực thì có tác dụng hỗ trợ điều hòa huyết áp và lưu thông máu huyết. Hoa đu đủ đực là loại thảo dược có công dụng đặc biệt tốt cho việc điều trị ho, đau rát cổ họng, khản giọng, thậm chí là mất tiếng. Có rất là nhiều cách để sử dụng hoa đu đủ đực để chữa bệnh. Mỗi bài thuốc thì đều có công dụng khác nhau. Tuy nhiên thì cũng cần phải tìm hiểu kỹ và thận trọng trong việc sử dụng tùy theo cơ địa của mỗi người dùng. Mà mỗi cách dùng thì sẽ có công dụng khác nhau. Tránh sử dụng hoa đu đủ đực quá nhiều vì sẽ mang lại những tác dụng phụ không mong muốn như là tiêu chảy, đau bụng, đầy hơi, buồn nôn. Để liên hệ mua hoa đu đủ đực hoặc là biết thêm công dụng về hoa đu đủ đực thì các bạn có thể